tình hình nước Mỹ COVID COVID rồi quay nó đã quay trở lại nữa rồi. Bạn không ngày thiên tai ở bên Trung Quốc á, quá trời luôn. Tôi qua thấy trên truyền hình á, cái bên đại thời sự là bình luận nói nè. Nửa triệu dân Bắc Kinh bị phong tỏa nè. Nửa triệu dân ông gài bị cái đập á, nó xả đập á, Tam Hiệp á, xả đập ra trôi nước cuốn trôi nhà cửa xe cộ quá trời. Tôi thấy một cái tàu biển, cũng như là cái tàu biển mà vừa vừa người ta đi đánh, cũng như là cái ở Mỹ thì đi du lịch đi chơi thôi, tại cái đó du thuyền, cái Việt Nam mình đi đánh cá anh được đó. Cái lật xuống gì nè, thấy rõ ràng cuốn trôi nhà cửa xe cộ hết trơn. Trời ơi, nhìn thấy kêu bằng thảm quá trời. Rồi mình nhìn lại cũng như là mình ngủ đêm tới chuyện mình còn được mạnh khỏe vậy là mình quá trời đại phước rồi đó. Cả nhà mình cứ vui những cái gì, như là mình mấy cảm ơn trời Phật á, như là mình còn được sống ngày nào là mình mừng ngày nấy. Thấy gì mà thiên tai gì ở bên Trung Quốc, nghe nói là Nghi Xương chìm trong biển nước luôn á, cái thành phố á bây giờ gần đập Tam Hiệp á. Còn mình coi đó, coi phim phim cổ trang đó, cái gì mà cổ trắng gì đó, cổ trắng bên Trung Quốc, Phượng Hoàng cổ trắng đó. Bây giờ cuốn luôn rồi, không biết còn được cái nào không, cuốn cuốn đại ngập á rồi, Phượng Hoàng cổ trắng. Không gài cô ba cứ theo dõi tình hình hoài, thấy gì mà đủ thứ hết trơn, trời đủ chỗ thế giới bây giờ, nào là dịch là bà siêu là sao quá trời, nó kế Mỹ bà siêu á, bà siêu kế Mỹ. Tôi không có nghe nói cái chuyện nghe nói cho mình nói xả 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 chả như là xả không khí xíu nè. Cô ba thấy bình luận có một câu chuyện thấy mắc cười vô, thấy cái cậu trai này nè nói để mà những cái cậu trai ghẻ là rút, cũng như là rút kinh nghiệm nè. Một chàng trai vì 70.000 mà quê xù vợ sắp cưới, thành ra vậy nè, nghe cũng như là đám nói vợ rồi, cái người, người vợ mới nói thôi mời mời cậu đi ăn, mời cậu đó đi ăn. Thì cậu nói là cậu đem hai đem theo 20.000. Cái cô kia cậu ăn rồi cái thì mà cậu trả tiền, trả tiền cái cậu trả cổ có 200.000 nữa, cái còn thiếu 70. Cái kêu anh này mượn anh này trả, anh này em chịu. Anh nói là cái cô này nè mời thì phải trả tiền, cho mà còn kêu bắt ảnh trả anh không chịu. Anh nói là vậy là không giữ lời hứa. Cái cửa quê cái sau này người ta hỏi chứ rồi ai trả, nói tôi phải kiểu móc ra xù luôn, chịu nổi không. Ông trai gì mà kẹo người ta bình luận nói vậy, nó kẹo quá gì mày ở đứng nhà, ví dụ nữ mời mời như mình nam mình phải trả tiền chứ, cưỡng chứ ai cũng cho mình lẫn ai cười khà khà chứ. Cô ba thấy vui mấy biên lên nặng nói cho cả nhà nghe nặng mà như là người xá chết đi, như là nó đổi không khí chút xíu đây vậy đó. Cái này có một chuyện rất là hội hài, ngáo biết sao nữa nè, là để tấu hài nè. Đầu tượng Ba Tư, Ba Tư là nước Ba Tư hồi xưa đó là Iran á, chính thức phát lệnh truy nã quốc tế lên tổng thống Trump ngày 29 tháng 6. Nó Iran chơi lớn đòi bắt thợ tổng thống Trump, nó kêu cảnh sát quốc tế ở Mỹ ai cũng cười quá trời. Nó là tại vì hôm đó cả nhà nhớ không, cái đây chắc cỡ gần năm hay là mấy tháng gì, cái ông mà thủ lãnh tướng của bên Iran là kế cũng như tổng thống Iran nha, tổng thống Iran rồi thì tới ông đó đó, thì đi qua Iraq á, đi qua Afghanistan chắc là Afghanistan quá, không biết sao tình báo Mỹ hay
canh dừa đúng lắm hay sao mà. Thì ổng vừa xuống tới phi trường xong rồi ha, rồi cái chạy xe lên khúc ha, là bị nổ 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 hay là bắn qua tiễn qua, bắn qua tiễn chết trăm tướng đó, trăm tướng. Rồi chuyện Nam Thành bắt lục, rồi bây giờ thấy ở Mỹ này mấy Mỹ đen là lộng lộng lên quá trời á. Rồi giờ ta nói hồi xưa người ta ưa nói một câu này, thừa 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 gió mà bẻ măng á đó. Giờ suy luận ra bây giờ đợi cũng như là phát lệnh gì nã quốc tế đấy, nên ta mới để tấu hài đầu tuần ta tư găng chính thức phát lệnh chi nã quốc tế lên tổng thống Donald Trump ngày 29 tháng 6, hay mà ngày 20 y ăn chơi lớn đòi bắt tổng thống Trump, kêu cảnh sát tế. Người ta cười quá trời. Thành ra vậy đó. Trung Quốc có ý đồ này, khi loan báo nè, tìm mỏ dầu lớn, dầu khí lớn nhất Biển Đông này. Cũng như là ta nói là thế giới, nói là trong đó nơi bình luận có nói là thế giới phải ngã nón trước một giáo sư gốc Việt nè, là thì cái phát minh ra cái loại mà cũng như là cái cách mà cái tia laser gì đó rất là hay, ta dùng cho mà hải quân đó. Này không thấy ở người ta Houston Texas chứ, lúc mà chưa có Covid đó, cô ba đi thấy trong máy thấy đó là tao mua cũng như là trước cỡ nhà thờ đó, cũng như người ta trồng bầu bí này nọ rau cải rồi đó, đem lại chỗ đó hắn ta đi lễ nhà thờ ra cái ta mua đó, ta mua đó, ngay ta trồng ra vậy đó. Tổng gài bên Trung Quốc nó đập tam hiệp chính thức xả lũ mà tạo ngập lụt lớn này. Chủ tịch Tập Cẩm Bình lên tiếng là đập tam thì cũng như nói là xả lũ đó. Đấy. Đó, cứ bằng thảm quả. Nè, thủy điện gây tranh cãi dữ dội tại Trung Quốc nè. Bây giờ mới chịu, bây giờ mới thừa nhận, hôm đó không chịu thừa nhận. Bây giờ mới nói là Trung Quốc thừa nhận đã xả lũ Tam Hiệp, một thành phố bị nhấn chìm. Nó nhấn chìm như là Nghi Xương rồi đó. Nè, thành phố Nghi Xương ngập toàn thành Trung Quốc. Đó, cũng như là dân vẫn chạy tá quả cho kêu chạy qua chung bên biên giới Việt Nam đóng cửa không có rồi. Bộ Quốc phòng thông báo, Bộ Quốc phòng Mỹ á, thông báo là cấm các quân nhân viên chức Bộ Quốc phòng đến 3 tiểu bang Cali, Florida, Michigan, 3 không cho. Cũng giống như là lễ lọc rồi hay đâu, cũng không cho là về mà 3 tiểu bang đáng lo nhất nè. Đó, COVID rồi chính nè. Florida, Michigan. Thực tế người Mỹ gốc Việt ủng hộ tổng thống Trung sáng lớn. California, Michigan tăng liên tục luôn. Nè, Florida có ngày gần 10.000 đó, hồi nãy cô ba nói có ngày lên tới gần 10.000 người nhiễm. Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra 39 tiểu bang và 5 khu vực là không cho quân nhân tới. Đức, Nhật, Anh tạm quân nhân Mỹ bị dịch lây lan tới 1.001 người. Cái quân nhân Mỹ bị lây lan là cỡ 1.001 người lây lan dương tính này. Quá trời luôn nè, tổng thống bà Mỹ kích hoạt đạo lực thời chiến nè, nó sẽ thể kích hoạt đạo lực thời chiến. Nếu mà những cái người nào mà cũng như là không nghe là phải kích lực đạo như là đạo lực thời chiến này, nếu không nghe
hôm qua ba có nghe rồi, nói là người tổng thống sẽ kích lực đạo lực thời chiến nè, 10 triệu người nhiễm COVID. Thì bây giờ như là quên nó Facebook, cái ông mà Facebook đó, ổng anh là cái ông Facebook này, anh là ổng cưới vợ người gốc Tàu, mà cứ ba ông đó coi đó, là vậy đó, thấy 70% bài. Bây giờ Coca-Cola nè, mấy cái vừa mặt hay là những cái công ty lớn mà đây quảng cáo trên Facebook đó, giờ ta ngưng, ta thỏa thuận sao không biết, bây giờ ngưng rồi. Mỗi cô mà bốc hơi là một ngày, cái ngày mà ta ngưng đó, cái ngày ngưng đó là 72 tỷ méo miệng. Cái ông chủ Facebook này thấy trẻ cô à, anh là có mối có đứa con nè. Mỹ chính thức rút quy chế đặc biệt cho Hồng Kông. Công nhân tập đoàn Alizon đình công ở Đức vì nhiễm COVID-19. Trung Quốc hạn chế thị thực đối với người Mỹ. Đập Tam Hiệp xả lũ nước sông Trường Giang lên ngang cái mặt đường. Trung Quốc sắp diễn tập quân sự tại khu vực Hoàng Sa. Hổm nó còn khám phá cái đảo mà chữ thập gì đó, hôm đó mà đánh là 588 đánh dữ tợn với Việt Nam đó, nên khám phá ra có được nước ngọt mới kìa. Cái đảo thì đảo chữ thập nè. Các hãng bay quốc tế điều tra phi công Pakistan, tại vì cái số và phi công này á, mua bằng giả mà cái chiếc mà Boeing nó rớt, không biết ông cũng là Pakistan, hai người lái đó, không biết có bị hàng giả không. Không gầy thì cái đó là thiệt mình đậu dữ lắm á. Cái này mình thi cho đậu đi, cái này là 3/0 rồi, số mạng người ta có nhiều, bao nhiêu số mạng người ta giao cho mình mà mình đi như vậy là không được, phải không? Là cái người không có tâm vô như bạn này, vô lương tâm nè. Ấn Độ đưa tên lửa tới biên giới nè, chuẩn bị đánh trận tổng lực nè. mua mà cái bằng tên lửa của Nga. 36 tiểu bang tăng 10% thống đốc không cho 10 tiểu bang vào New York nè. Thống đốc New York không cho 10 mà 16 tiểu bang vào New York. Bây giờ nhiễm nó nói là từ 35 trở xuống không à. CDC trung tâm y tế nói gian lại những người trẻ tuổi dùm mang khẩu trang, đang nghỉ trung tâm y tế này. CDC trung tâm y tế gian lại xin những người trẻ dùm mang khẩu trang. Bây giờ kêu cảnh sát thầy ơi, cảnh sát không có như hồi xưa mà lẹ làng đâu. Bởi vì cảnh sát nói là, cảnh sát trưởng nói là dân bầu nên không dám đụng chạm tới dân. Quên nói dài thêm cái nữa là hồi xưa là Mỹ, hồi tháng 3 đó là Mỹ cấm không có cho 26 nước Âu Châu vào Mỹ. Bây giờ là người dân lại, bây giờ may mà Âu Châu 26 nước cấm không cho Mỹ nhập cảnh nữa, không cho Mỹ nhập cảnh vô Âu Châu. Hôm nay cá ăn kiến thì kiến ăn cá. Bây giờ nó thời nó vậy, thời thế nó đã đảo ngược lại nó vậy đó. Dạ nó tiếc luôn. Vậy đó nè, tổng thống Trung đang thoá mạ đảng Dân Chủ đòi đổi tên phi trường Parkway ở tiểu bang California. Cái gì cũng muốn làm nghịch ý tổng thống Mỹ hết trơn á. Ở đây nói vậy đó, cái gì muốn làm nghịch ý á. Ở nay phi trường ta ở lót ta vậy được rồi, thì không nổi nữa. Bởi vì đã hạ viện á, bởi vì hạ viện á, nó đây nó thấy nó thấp
hơn thượng diện thì, nhưng mà nó có quyền hành, nó nói là đại diện cho dân, nó nói là nó đại diện cho dân.